Bài tập tiếp theo của chúng ta, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình lưu trữ bộ nhớ trong Android. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là lưu trữ file trong bộ nhớ trong, hay còn gọi là internal storage. Ở đây chúng ta sẽ new cho nó một cái project Android. Ở đây chúng ta sẽ chọn là empty activity và chúng ta sẽ bấm next. Ở đây chúng ta sẽ đặt nó một tên, read. Read file và chúng ta sẽ là finish. Sau đó thì chúng ta sẽ run chương trình lên. Các bạn tiếp tục new cho mình một cái activity. Bạn sẽ new một cái là empty activity. Và ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái activity là bài 1. Bài 1 này chúng ta sẽ là đọc ghi một cái file internal, có nghĩa là được lưu vào bộ nhớ trong. Trong Android thì nó sẽ chia ra làm hai bộ nhớ. Bộ nhớ trong là bộ nhớ điện thoại, còn bộ nhớ ngoài là bộ nhớ SD. Thì trong chương trình này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình là lưu trữ trong bộ nhớ trong. Ở đây thì các bạn sẽ lưu cho mình là hai cái bút tùm, một cái bút tùm là đọc và một bút tùm là ghi. Ở đây mình sẽ sử dụng là linear orientation bằng vertical. Ở đây mình sẽ có hai bút tùm, một bút tùm là đọc file và một bút tùm là ghi file. Và cái bút tùm còn lại là ghi file. Ở đây thì chúng ta sẽ new cho nó hai cái function public void read. Phải. Chúng ta sẽ có một cái là read file và một cái là write file. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ghi cái file xuống trước, sau đó chúng ta sẽ đọc đọc lên. Các bạn sẽ lưu cho mình một cái tên file, string file name bằng, ví dụ ở đây chúng ta sẽ ghi là myfile.tt, và chúng ta sẽ viết trong các phần là write file trước. Trong phần write file này thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái là try catch exception. Đây chúng ta sẽ ghi log các bạn nhé, log.error. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ khai báo cho nó là file output stream. Open. File output mà file name. Phải, ở đây chúng ta sẽ sử dụng là mode private. Mode private có nghĩa là ghi vào của nhớ trong. Ở đây chúng ta sử dụng là output
stream writer, output stream writer bằng new output stream writer. Ở đây chúng ta sẽ gọi vào cái file output stream outputstreamwriter.write và chúng ta sẽ có một cái chuỗi truyền vào, ví dụ như là this is my task, và sau đó thì chúng ta sẽ là .cloud đóng file lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi cái hàm readfile. Readfile này thì các bạn tương tự với phần writefile thì chúng ta sẽ có phần readfile. Thì chúng ta sẽ có là viết là try cache. Cache này. Và ở đây chúng ta sẽ là file input stream bằng open file input file name. Input stream reader đây chúng ta sẽ khai báo một cái char, mảng char bao gồm là input buffer bằng new character. Đây chúng ta sẽ gõ vào 100 ký tự và chúng ta sẽ khai báo một chuỗi là string str bằng int char register. Sau đó chúng ta sẽ viết một hàm while. Chúng ta sẽ đọc vào cái charis bằng input stream input stream reader. Ở đây mình sẽ gọi cái hàm input stream reader chấm read. Các bạn truyền vào đây là input buffer. Lớn hơn không? Thì chúng ta sẽ string. Read string. Ba. String. Chấm. Cái này mình sẽ bạc ra cái string mà chấm là copy chấm. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào cái input buffer phải không phải cha rich. Sau đó thì chúng ta sẽ có là string thằng str cộng cho read string. Sau đó thì chúng ta sẽ chúng ta đọc xong rồi thì chúng ta sẽ toát nó lên các bạn. Toát chấm metadata get application context phải cái string str và phải toát chấm sort chấm show. Đây là chúng ta đã viết xong cái hàm hàm read và hàm write. Đây là hàm write của chúng ta và đây chúng ta sẽ có là hàm read file. Và sau đó chúng ta sẽ chạy chương trình. Chạy chương trình này thì các bạn sẽ nối file vào read file thì các bạn sẽ gọi cái hàm on click read file
Drive file thì chúng ta sẽ gọi cái hàm on click drive file. Sau đó thì các bạn qua cái main activity. Trong cái main activity này thì các bạn sẽ viết cho nó một cái button. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái layout cho orientation bằng vertical. Ở đây thì các bạn sẽ cho nó một cái button. Width là bằng map foreign hay warp content. Cho cái test là bài 1. Và qua bên cái main activity này thì chúng ta sẽ khai báo cho nó là public void bài 1 view. Chúng ta sẽ có một cái intent. Start activity intent. Ok, và chúng ta sẽ chạy chương trình. Ở đây thì các bạn sẽ xem kết quả chương trình. Kết quả chương trình chúng ta là bài 1, bấm vào bài 1 nó sẽ chạy qua cái bài 1 của chúng ta, bao gồm là đọc file và ghi file. À, ở đây thì chúng ta chưa gắn cái bài 1 vào trong này các bạn. Chúng ta sẽ gọi hàm on click bài 1 và chúng ta sẽ chạy lại và chúng ta sẽ xem kết quả. Bấm bài 1, đầu tiên thì chúng ta write file, ghi file xuống và chúng ta sẽ đọc lên. Đọc lên thì chúng ta bấm vào zip email test, có nghĩa là nó đã đọc được cái file test của chúng ta lên. Đây thì chúng ta sẽ là ghi xuống cho nó một đoạn là zip email test này, sau đó ở đây chúng ta sẽ đọc nó lên, đọc từ cái file name của chúng ta, open file name, và chúng ta sử dụng một cái input stream reader. Sau đó chúng ta sẽ đọc vào một vòng while, đọc hết file thì chúng ta sẽ toss nó lên ở đây. Như vậy thì chúng ta đã vừa làm xong cái phần đọc một cái file và ghi một file trong bộ nhớ trong external storage trong Android.